Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 3 trong 168 sách giáo khoa môn địa lý lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. Câu hỏi số 1. Quan sát hình 16.4 và đọc thông tin trong bài, em hãy so sánh tỷ lệ nước mặn và nước ngọt trên trái đất. Cho biết tỷ lệ nước ngầm trong tổng lượng nước ngọt trên trái đất. Nêu tầm quan trọng của nước ngầm. Câu hỏi số 2. Quan sát hình 16.4, 16.5 và đọc thông tin trong bài, em hãy kể tên những nơi có băng hà. Xác định tỷ lệ băng hà trong tổng lượng nước ngọt trên trái đất. Nêu tầm quan trọng của băng hà. Trước tiên, chúng ta cùng vào trả lời câu hỏi số 1. Để biết được tỷ lệ nước mặn và nước ngọt ở trên trái đất, cô mời các em cùng quan sát hình 16.4. Trong tổng lượng nước trên trái đất thì tỷ lệ nước mặn chiếm 97,5%, trong khi đó thì nước ngọt chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, chỉ với 2,5%. Và trong tổng lượng nước ngọt ở trên toàn trái đất thì tỷ lệ nước ngầm chiếm 30,1%. Nước ngầm chính là nước ở dưới lòng đất, được hình thành do nước mưa, nước băng tuyết tan ra và nước từ các sông hồ thấm xuống lòng đất mà tạo thành. Nước ngầm có vai trò vô cùng quan trọng. Đây chính là nguồn cung cấp nước cho các sông, hồ. Ngoài ra thì nước ngầm còn là nguồn nước ngọt quan trọng đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất của con người, đặc biệt là trong nông nghiệp và công nghiệp. Tiếp theo, chúng ta cùng sang trả lời câu hỏi số 2. Và để biết được băng hà có ở những đâu trên trái đất, cô mời các em cùng quan sát vào hình 16.5. Hình ảnh thứ nhất chính là băng hà ở Nam Cực. Hình ảnh thứ hai là băng hà ở Bắc Cực. Và hình ảnh cuối cùng là hình ảnh sông băng Gangochi thuộc dãy núi Himalaya, dãy núi cao nhất trên thế giới. Như vậy thì băng hà có ở vùng cực chiếm đến 99%, trong đó thì Nam Cực chiếm đến 90% lượng băng hà trên toàn trái đất. Ngoài ra thì người ta còn thấy băng hà ở các dãy núi vùng ôn đới và các đảo ở vùng vĩ độ cao. Tiếp theo, quan sát về hình 16.4, chúng ta có thể thấy tỷ lệ băng hà trong tổng lượng nước ngọt trên toàn trái đất chiếm 68,7%. Băng hà ở trên trái đất có vai trò vô cùng quan trọng. Đây chính là nguồn cung cấp nước quan trọng cho các sông ở miền ôn đới hay các sông bắt nguồn từ núi cao. Ngoài ra thì đây cũng chính là nguồn dự trữ nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong câu hỏi mục 3 trang 168 sách giáo khoa môn địa lý lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong video bài giảng tiếp theo.